Cung thể thao quần ngựa nơi diễn ra chương trình trình diễn nghệ thuật tạo mẫu tóc Colorzoom Hair Show 2016 với chủ đề Disrupt phá vỡ. Colorzoom Hair Show 2016, bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, gặp gỡ những bậc thầy sáng tạo tóc thế giới và đặc biệt là lễ trao giải quốc gia Colorzoom 2016. Chủ đề năm nay đó là tạo kiểu để cho cái tóc nó cảm giác không trọng lượng và như một làn gió thổi bay. Còn về màu sắc thì với cái bài thi của em thì em sẽ đang sử dụng ánh sáng laser, đó là phần mái cam. Và về phần ánh sáng ở phần mái đây thì sử dụng ánh sáng đèn cụp dọc. Về phần cắt em mình có cái cắt out, sử dụng cái kỹ thuật cắt out, cắt chạm ở vùng mái này. Còn màu này thì em sử dụng highlight, spotlight, highlight đèn tụ để tạo cái hiệu ứng liên kết giữa hai màu magenta và blue. Hiệu quả cũng như chất lượng cuộc thi rất là cao. Xu hướng phá vỡ thì các bạn nhìn nhận rất là rõ. Và tôi mong rằng Việt Nam mình sẽ đi xa hơn trong ra ngoài quốc tế. Nó cũng là một cái phần hấp dẫn đối với các nhà tạo mẫu tóc Việt Nam. Họ và có thể rất là khẳng định mình bởi một sân chơi có hàng trăm các quốc gia khác nữa để thể hiện được cái sức sáng tạo và cái sự đột phá của mỗi cá nhân trong từng tác phẩm. Những màn chơi ánh sáng ngoạn mục là màn trình diễn nghệ thuật độc đáo và hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn những động tác của vũ công và hiệu ứng hình ảnh từ màn hình LED, tạo nên một cảm xúc choáng ngợp cho người xem, kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng của khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhà tạo mẫu tóc Winfried Kalov, đại sứ Goel đầu tiên tại Pháp, bậc thầy nghệ nhân cùng bộ sưu tập Bird, được lấy cảm hứng từ những chiếc lông đầy màu sắc của những chú chim. Nhà tạo mẫu tóc Blockchain giải vàng toàn cầu Colorzoom 2014 hạng mục đối tác với bộ sưu tập Disrupt phá vỡ trên mái tóc châu Á. Nhà tạo mẫu tóc thuộc top 5 giải quốc gia Colorzoom 2016 cùng các tác phẩm dự thi của mình. Tất cả đã đem đến những màn trình diễn thời trang tóc thật độc đáo, hấp dẫn. Colorzoom Hair Show 2016 đem vinh danh tài năng của các nhà tạo mẫu tóc khi Goel Việt Nam công bố giải quốc gia cuộc thi tạo mẫu tóc toàn cầu Colorzoom 2016. Hai nhà tạo mẫu tóc đoạt giải vàng quốc gia là Nguyễn Văn Quỳnh và Lại Trường An sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài với hàng trăm nhà tạo mẫu tóc tài năng đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới tại vòng thi toàn cầu diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển vào tháng 10 năm nay.
Cùng đẹp và phong cách chiêm ngưỡng những thăng hoa, mẫu tóc ấn tượng, phá cách của các tạo mẫu tóc trong Color Zoom Hair Show 2016.